Sau một hành trình gian nan đầy kỷ niệm, chúng ta đã tìm được 7 thí sinh xuất sắc nhất của SVTN Voice mùa đầu tiên. Vũ Anh Thư, Julia thuộc đội nhạc trữ tình, Nguyên Sàng Đông Trang thuộc đội nhạc quê hương, Việt Hoàng, An Gia Hân và Tú Anh thuộc đội nhạc trẻ. Quý khán giả đừng bỏ lỡ cơ hội đón xem trận tranh tài cuối cùng của Top 7 vào đêm chung kết, được trực tiếp thu hình tại The City National Grove thuộc thành phố Anaheim, California vào lúc 7 giờ 30 tối thứ bảy, 23 tháng 2 năm 2019 với sự góp mặt của ca sĩ Thế Sơn, Phương Thảo, Sĩ Đan, Mai Thanh Sơn, Đoàn Phi, Thanh Thúy, Lệ Thu, Hoàng Thục Ninh, Y Phương, Việt Khang, Trist Thùy Trang, Hồ Hoàng Yến, Huỳnh Phi Tiễn, MC Công Thành và Thùy Dương. Ái sẽ là bà thí sinh được xứng tên cho ba danh hiệu cao quý nhất của SBTN Voice mùa đầu tiên xin gọi 714 636 1121 hoặc vào sbtnvoice.com để mua vé ngay hôm nay. Giảng Ngọc rất là vui để được trở lại cùng với tất cả quý vị khán giả và đặc biệt tất cả các bạn đang live trực tiếp ở trên đài truyền hình SBTN trong cái chương trình ngày hôm nay thì giảng Ngọc sẽ có hai người bạn đặc biệt sẽ có mặt trong chương trình đó là ca sĩ thế sơn và già dạ nhẫn yến nhưng mà bây giờ yến thì đang trên đường tới đây cho nên trước khi mà yến xuất hiện để mà chúng ta có thể nói thêm một vài những cái vui buồn trong cái lĩnh vực nghệ sĩ và đặc biệt nghệ thuật và đặc biệt nữa là có thể chia sẻ với khán giả về những cái tâm tình cũng như những kinh nghiệm của các thí sinh tại vì cái thời gian của chúng ta cũng đã đến rồi trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy và cái final cuối cũng đã đến cho nên rất nhiều các thí sinh hiện giờ đang ráo riết để chuẩn bị cho các phần thi của mình và trong cái buổi tối ngày thứ bảy sắp tới đây chúng ta sẽ biết được ai là người sẽ bước vào và đoạt được cái danh hiệu quán quân của chương trình và bên cạnh đó còn được cái giải thưởng 10.000 đô la. Nhiều quá. Chào em Thế Sơn. À Thế Sơn xin mình chào chị Giang Ngọc và xin kính chào quý vị khán thính giả của SBTN và các uh, fan ở các các nơi. Dạ, yeah. chị cũng biết thường thường khi mà ta nói đến những cái chương trình như vậy thì chắc chắn là các thí sinh là hồi hộp rồi. Còn riêng em có hồi hộp không? Um, Sơn thì nhẹ nhàng thôi. Yeah. <laughs> uh, mà coi như là uh, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Mình uh, uh, hướng dẫn cho các uh, em thí sinh cũng như là uh, những kinh nghiệm này kia cho các em đã đã đạt tới cái vòng này thì. À, phần sự mình đã hoàn thành uh -huh. giờ là các uh... phải tự các em nhà yeah, các em uh, cái ăn thua cái bản lĩnh sân khấu của các em dạ yeah. uh -huh. nhưng mà thưa quý vị khi mà nói tới bản lĩnh sân khấu thì cái đó cũng là một cái mà phải nói là các em phải cần có những cái kinh nghiệm à, nhất là khi lên sân khấu nhiều khi rung quá nó cũng làm cho các em có thể uh, thay đổi hay như là mất chắn. cái giọng hát của mình hoặc là mất tự tin mất tự tin hay rung hay là nervous gì đó yeah. là giọng hát là mất hết cái tình cảm đúng trong rồi. cảm xúc trong bài hát rồi coi như là trình diễn mọi thứ là ảnh hưởng rất rất, rất nặng này yeah. có một cái điều ở đây là chứ Ngọc thấy là cũng là đặc biệt là tại vì trong cái mùa này không hiểu thế sơn sao chứ chị Giang Ngọc mà đi các nơi thì thấy hầu như ai bên cạnh mình cũng ho khát hết trơn ho rồi bệnh tự nhiên mình cũng cảm thấy sợ mùa, này mùa flu mà chị mùa flu cho nên các em thí sinh mà thi trong những cái mùa này lắm. thì cũng hơi hơi nguy hiểm đúng không em đúng rồi à, sơn lúc nào cũng nhắc nhở các thí sinh là điều đầu tiên giữ gìn sức khỏe giữ gìn sức khỏe điều thứ hai là phải có tự tin vậy thôi hai yeah, cái đó hai ừ. cái đó là cái quan trọng nhất thưa ừ. quý vị vậy thì để chuẩn bị tốt cho ừ. cái team của mình tức là thế sơn thì là dòng nhạc của quê hương vậy thì thế sơn đã làm được điều gì cho các em thí sinh à, cũng không có gì uh, 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 lớn lao chỉ là sơn uh, cũng uh, hỏi thăm uh, hai thí sinh của team quê hương đó là Đông Trang và Sang Nguyễn à. là cởi hỏi hai em là có đã sẵn sàng cho cái đêm chung kết chưa và có cần gì giúp đỡ không có cần à. cái gì thắc mắc hay là cái gì thì Sơn sẵn sàng hướng dẫn. Yeah. Yeah. Thì à, trưa nay thì Sang có tới nhà của Sơn để Sơn nghe cái bài hát à. mà sang sẽ trình diễn trong cái đêm chung kết chọn và trình diễn trong yeah, đêm chung kết. và để coi như là góp ý sửa chữa những cái gì ừ. um mà thấy uh, có thể được uh -huh. để cho sang uh, hát cho tốt hơn dạ yeah. à, cho nên thật, hey. thật sự ra thưa quý vị trong cái ngày uh, mà sắp sửa đến ngày thi thì tất cả những người cốt của chương trình những người đã giúp đỡ cho các em thì mỗi người đều có một cái cách thức khác nhau tức là có những người họ rất là gần gũi các thí sinh bằng cách là họ giống như là anh thái sơn là tức là cũng gọi các thí sinh để mà giúp đỡ trong những giờ chót uh, và hy vọng là với những cái sự giúp đỡ đó thì các em có thêm tự tin để trong cái cuộc thi này các em uh, vững bước trong cái con đường của mình và nói là thắng thua cũng là chuyện thường tình thì bây giờ chúng ta lại có thêm một cái người ca sĩ nữa à, trong chương trình ngày hôm nay vừa mới bước vào thưa quý vị đó là dạ nhật yến à, đã vừa mới bước vào <laughs> vừa mới vào mà chưa chuẩn bị đó còn đang nhái cục xin gom bây giờ phải nhả ra liền nghe lập tức <laughs> Rồi chào Yến. Chào chị, chị chào uh, anh so, uh, <laughs> Chị kính xin kính chào quý khán giả của SPTN. <laughs> Hôm nay thì cũng vui là tại vì mình cũng phải là cần phải căng thẳng lắm tại vì cũng có nhiều khán giả và nhất là tất cả các bạn trẻ cũng đang theo dõi chương trình thì các bạn cũng hay đặt những cái câu hỏi về riêng cá nhân ca sĩ cũng như là được biết thêm về những chương trình lần này của and Boys khi mà chúng ta có cái chương trình vào ngày thứ bảy tuần này. Dạ. Uh, riêng cá nhân Yến cũng là một ca sĩ nhưng mà có lẽ chị nghĩ em là người may mắn tại vì hình như em đi hát là em đâu có cần phải thi đâu em không phải thi đâu phải uh, thi không đã may mắn rồi yeah I know đâu không, không lucky. không có cần phải biết cái sự hồi hộp cái thi như thế nào cũng có hồi hộp nhưng mà hồi hộp khác không có thể không có bị hồi hộp trước <laughs> một cái đám một đám đông hoặc là khán giả thì bước một bữa phòng thu để mà mà you know thì cũng hồi hộp cái đó yeah. đâu you know, nó rất là khác obviously. đúng rồi um, đi đi uh, các thí sinh thi một cuộc thi như thế này you nhưng know, nó có như rất là nhiều áp lực họ phải ừ. học hỏi rất là nhiều cái rất là nhanh chóng. And then um, on top of that, nhiều khi một uh, một vài trong những thí sinh đã chưa từng bao giờ bước vào những giống như là một cái sân khấu hay là một cái phòng nhảy cho nên so đối với họ là một cái uh, cái thử thách rất là mới lạ. Uh -huh. có một số các bạn cũng đã bước vào trong chương trình và theo dõi thì có nhiều bạn cũng đang say hello thế sơn và nhật yến cũng như giáng ngọc và nó và hello sptn rất là nhiều cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin các bạn hãy share cùng với mọi người để chúng ta có thể theo dõi chương trình để được biết thêm về một số những cái tin tức quan trọng và những cái phần cuối Tại vì thứ bảy này là chúng ta đã có uh, cái show trực tiếp rồi và phải nói mấy người này cũng ráo riết chuẩn bị thiệt sự riêng cá nhân giáo ngọc là không có bị involve vô cái chương trình này nhiều right. nhưng mà cũng qua những cái đôi lần phỏng vấn các em thí sinh rồi phỏng vấn các nghệ sĩ rồi uh, làm việc với chương trình thì lần này chúng ta cũng sẽ có cái phần livestream Ờ, trên cái red carpet của chương trình thì yeah. cũng có rất là đông các bạn sẽ cùng nhau làm việc đó và bản thân ngọc cũng sẽ có mặt yeah. để làm cái livestream này ờ, cho nên mình cũng phải nắm rõ rất là nhiều những thứ để chuẩn bị kỹ hơn cho chương trình <laughs> nói chung là ngọc thấy là hiện giờ là đến giờ phút này nha quý vị giờ này quý vị xem chương trình quý vị thấy là nó đã gần tới ngày kề cho nên nhiều khi đêm khuya rồi mà mọi người vẫn chưa có đi ăn vẫn phải có những cái meeting để mà họp với nhau để mà làm cho cái chương trình tốt hơn. Bởi vì đây là một trong những cái chương trình được SBTN lần đầu tiên tổ chức về cái chương trình truyền hình thực tế như vậy. Ừ. Nhưng mà Yến thì thì chị thấy là em cũng là special guest uh, trong cái, uh, yeah. cái cái những cái cái uh, khi mà quay hình về những cái phần của của các uh, thí sinh em huấn yeah. uh, luyện. em là phần về nhảy phải không? Dạ đúng rồi. Yeah. <cười> Nhưng <cười> mà kỳ này kì trong cái final cuối các em có phải nhảy không ta? Dạ không. Uh, well. Tại có một tùy tùy đó. cái cái bài tùy, hát chứ. Dạ, à, tức là nếu mà nhạc trẻ thì phải dạ. thì, ừ. thì nên có. Tùy theo bài hát. Tùy thì. theo thì bài hát với lại với em nghĩ và những thí sinh cũng có riêng những cái cái ý tưởng mà họ muốn họ đã đặt đặt sẵn để mà họ trình diễn cho nên mỗi người sẽ có một cái performance riêng của họ. Ừ, đúng uh -huh. vậy. À rồi vậy thì trong chương trình lần này có một số bạn cũng còn thắc mắc là Ừ. Ừ. cái phần chót này nè thì những người cố có, có phải có được vote không hay là không khán giả khán không khán giả, uh, bộ, sơn hồi nãy sơn đã nói với chị là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi ờ à, tức là xong rồi phần này là khán giả một trăm phần trăm là khán giả <laughs> ừ, okay. uh, tuyển chọn khán giả nhưng mà vote. khán giả tuyển chọn thì là tuyển chọn tức là lên website uh, nếu mà cái đó ngoài, sơn là không sao? có rõ nhưng mà khán giả ngồi ngay trong rạp À. lẫn khán giả đang coi trực coi tiếp uh, ừ. truyền hình à, đó, thành okay. ra là cái 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 số lượng khán giả rất là là rộng rất là đông. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Còn uh, nhưng mà thấy cái đó, là cái công, công bằng nhất ngồi ngồi yeah. để uh, coi như cho ý góp thêm ý kiến vậy thôi chứ còn uh, không không có, không có, có chấm điểm quyết định gì hết nha. Yeah. Yeah. Nhưng mà cái đó cái thứ nhất là uh, sẽ cảm thấy công bằng hơn. Công bằng yeah. cho các thí sinh. <laughs> thứ hai nữa là những người cốt sẽ cảm thấy nhẹ hơn không bị gánh yeah. nặng Đúng rồi. <cười> <cười> bởi vậy giờ mới ngồi cười chứ bình thường đâu Ai, có cười nổi tại vì mới mình... tự ra cũng có <laughs> mít ướt nè ồ dạ nổ mít ướt <laughs> ừ. oh yeah. no, là, 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 là... là người khác mít ướt Mí là người khác mít ướt là ai vậy mít khang à ờ không À, Nguyên Khang cũng muốn ước gì Thì yeah. uh, lấy okay, cái DVD về coi lại được. <laughs> <biết. cười> coi lại là biết ngay lập tức. Liền. tức luôn. Ai à, mỗi người miền. cũng có rướm rướm chút xíu. À, hầu như ai cũng vậy. Tại sao mình tự vì nhìn thấy các em trải qua một cái thời gian như vậy, rồi mình hướng dẫn các em cho đến khi các em mà có mình những cái yeah, mình, mình nghĩ, cũng nghĩ lại hồi cảm xưa cảm mình, chứ. Yeah. mình cũng, Như mình cũng trải qua những nhìn cái. Các thí sinh mình nhớ lại của cái 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 hình ảnh của mình mấy chục năm trước lúc mới bước chân vô nghề, bước chân lên sân khấu thì mình rất là thông cảm cho các thí sinh yeah, mình hồi hộp mình sợ mình học hỏi những cái điều mới không có biết mình làm đúng làm sai không biết hỏi ai you know so rất là hiểu cho tâm trạng tâm trạng của những uh, các thí sinh nè yeah. yeah. uh, bởi vậy cho nên thưa quý vị có lẽ là những cái uh, cái thông cảm đó sẽ giúp cho các uh, huấn luyện viên gần gũi với thí sinh mình hơn tại giúp các em vượt qua được những uh. cái điều như vậy nhưng mà bây giờ thì cũng đã là final nôi cuối rồi thì các em cũng cảm thấy là bây giờ chỉ còn nhiều team chẳng hạn như team quê hương của em bây giờ chỉ còn có hai người thôi Uh, team tim nào cũng hai người có duy người, chỉ có tim nhạc trẻ thì ba người ừ tại vì được đó. Uh, Còn bố uh, sau đó khán giả bố trở lại cứu. Người. Yes. quê được. hương và tim trữ tình thì chỉ có hai người thôi yeah. nhưng mà chắc cái này không hỏi được quá là tại vì chị nghĩ là bây giờ chị, chị em không cần nói ra chị chỉ hỏi em là trong lòng em em có có đoán được là ai không nhưng mà em có đoán được đúng không khó không không lắm, lắm. Không, không không đoán được không đoán được luôn hả tại vì uh, cái, cái, cái lỗ tai của mình nhiều khi nó khác cái cặp mắt của mình khác với khán giả yeah. cứ chưa chắc là là mình đã đã coi như là đồng thuận với khán giả hay là khán giả đồng thuận với mình thành uh ra -huh. cũng khó lắm với lại ngày ngày hôm đó nhiều khi cái tâm lý rồi cái sức khỏe tất cả mọi thứ đó, nó đều nó chi, phối chi phối hết nhiều, là chi không, rất là chi phối vẫn là một ẩn số nhưng mà rõ ràng là ngày hôm đó xong trình diễn là mình sẽ biết được là cái final winner của mỗi team đó là yeah. final có anh Thạch Độ có hỏi là anh, Thế Sơn có biết được là cái người thí sinh nào đã chứng tỏ mình bước những cái bước xa nhất trong cái cuộc thi vừa rồi không? Tức là không phải đi các những cái team của em không mà tức là em có thể nhìn bao quát chung với các thí sinh thì cái thí sinh nào mà khi mà mới bắt đầu bước vào thì có lẽ là em là cái người sẽ thấy rõ được là cái level của em đến lúc lúc đó nó mức nào, rồi trong cái thời gian huấn luyện rồi qua nhiều cái cuộc thi như vậy thì các em đã học hỏi thật là nhanh thì cái người nào mà mà thu nhanh nhất? Um, thật sự những cái team khác thì Sơn không có um, chỉ không, không có gần gũi nhiều ừ. với các thí sinh thì ra cũng khó có nói được chính xác nhưng mà team quê hương ấy thì uh, thì um, sơn thấy là có đào trí lộc à. rồi có sang sang nguyễn rồi có ái ni à. là những sơn thấy là những cái người những cái người thí sinh mà họ lĩnh hội những cái, cái 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 cái, hướng dẫn cái kinh nghiệm của, của huấn luyện viên nhanh nhất và và có có tiến bộ nhiều ừ. <cười> ừ. <cười> nhiều người hỏi câu hỏi chứ Yến quá yến ơi huỳnh phi tiễn hỏi là yến sao số so, why, why you so sexy sexy <laughs> Tin <laughs> tại vì thật sự ra quý vị thấy hôm nay yến mặc đồ rất là bình thường, mà nó có đầm bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên nhìn thấy con người em nó toát ra như vậy rồi em không cần phải làm gì gì hết, cứ nói chuyện vậy đó, không hề muốn xin lỗi tí nào cả. <cười> <cười> rồi, rồi uh, uh, Leslie nói I I love nhật yến nè oh, thank you. I love you too. Yeah. Um, thưa quý vị uh, trong cái chương trình ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều các bạn uh, đã biết được là cái chương trình sẽ always lúc nào cũng live stream vào cái ngày này rồi thì uh, trước khi mà uh, chúng ta nói về cái show sắp tới vào ngày thứ bảy thì chắc chắn là cái live stream này cũng là cái, cái cái cuối cùng để mà nói về cái show của sbtn voice tại vì vào thứ bảy này là cái show đã trực tiếp rồi cho nên chúng ta sẽ xem live stream trực tiếp ở trên sóng uh, nếu mà quý vị nào mà có facebook có youtube thì sẽ phát uh, trong vòng một tiếng đồng hồ trước khi cái show bắt đầu thì cái show là chúng ta không thể nào coi livestream được cái lúc đó thì có bảy, các bạn sẽ vào một cái app khác để mà coi trực tiếp nhưng mà livestream thì quý vị có thể xem và theo dõi tại vì lúc đó thì cũng có rất là nhiều special guest bước vào trong chương trình để chúng ta có thể interview và cũng như cũng có chẳng hạn cũng sẽ có một số những người chẳng hạn như là các ca sĩ hoặc là các thí sinh cũng sẽ được interview uh, khi mà mới bắt đầu vào chương trình ờ, rồi trong khi đó thì cũng có những cái người sponsor cũng sẽ được uh, mời đến để mọi người là giới thiệu những người vip khách mời đã đặc biệt đến trong chương trình đầu tiên với cái red carpet này nó nó cũng hấp dẫn cũng là lạ, lạ mà khán giả đúng. có được tham gia vào cái uh, cái khúc red carpet không đúng không phải khán giả không được tham gia là tại vì phải mua vé mới bước vào trong tại I mình see. có một cái phòng vip thì cái phòng vip này thì khán giả sẽ vào trong đó để mà ăn uống okay. uh, chờ đợi để mà bước vào show I cho see. nên nó cũng rất là đặc biệt nha uh -huh. cho nên nếu mà quý vị nào mà anh chị nào mà đã có vé đi xem chương trình này thì xin mọi người hãy mặc đồ cho thiệt yeah, đẹp, lên tại vì nhiều nha, người sẽ nhìn thấy mình em, lắm yeah. Yeah. Đó. Nhưng mà em có chuẩn bị quần áo gì chưa? Thì cũng có chút chút. À. <cười> <cười> ok. À, và thưa quý vị, à, bây giờ thì chắc là chúng ta ngừng ở đây chút xíu để mà bước qua một cái phần khác và chúng ta sẽ trở lại à, ngay lập tức ngay quý vị. À, và bây giờ để à, trở lại về cái phần thứ gì của chương trình thì chúng ta à, nói thêm về à, À, về những cái kinh nghiệm à, đối với các thí sinh thì có lẽ là nếu mà nói kinh nghiệm thì chị nghĩ là hình như là Thế Sơn là đi trước Yến đúng không? Ừ. Yeah, bước vào nghề trước Yến Yến yeah, là... Dạ, yeah, Yến yeah. nổi tiếng của mày cứ Năm 85 Dạ, dạ, đúng rồi chị nhớ lúc đó là chị gặp ừ. Sơn khá lâu thời thời đó là lâu lắm gặp lúc yến đó là... đầu tiên là ở sao jose uh -huh. ở Lido nhưng mà đó. nhưng mà yến cũng là à, sơn cũng là người ở ly ở hát cũng jose mấy tiên. chục năm rồi đó chị cũng gặp em ở Lido luôn đúng rồi sao ngộ vậy ta chỗ hãng hộ hết rồi hết rồi đã là dĩ vãng đã là lâu quá rồi nhưng mà cũng vui là tại vì cái đó là cái kỷ niệm đúng rồi, à. rồi. Lido là nhiều kỷ niệm bao nhiêu ca sĩ từng qua chợ qua nơi đó phải không Lido với mini club Đúng à, rồi đời. Hai cái đó là mà cái đó là cái kinh nghiệm đứng trên sân khấu của mình đó. Nhưng mà lúc đó hình như chị đã thấy là Em đã khá vững vàng rồi Tức là ở Việt Nam cũng đã hát rồi Dạ hát từ 85 rồi, rồi. Qua lúc đó là năm 94 yeah. Yeah. Vậy thì lúc mà em mới bắt đầu hát em có Em có nhìn thấy em trong các thí sinh bây giờ không? Em có bị như hồi hộp với cũng các hồi thí sinh hợp, bây giờ không? Cũng hồi hộp, cũng lo lắng nhiều thứ lắm vậy. Yeah. Yeah. Cũng đã từng dự thi ở ở Sài Gòn À. Yeah, năm Ô, 87 có, rồi. có dự thi năm rồi, cái giải đi hát thì năm 85 dự thi năm 87 được giải ba được giải ba toàn thành phố. Ồ oh, wow. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là cũng có kinh nghiệm đi thi rồi. Thì đi thi cũng lo lắng lắm nhưng mà <laughs> thành ra bây giờ mình thấy các, các thí sinh thì hơn. mình rất là thông cảm. <laughs> Vậy thì ừ. em có lời khuyên gì cả đến các thí sinh không? Thì như hồi nãy tôi cũng nói với chị Giang Ngọc đó là Sơn lúc nào cũng khuyên các thí sinh uh, nhắc đi nhắc lại là giữ gìn sức khỏe sức khỏe là quan trọng nhất và thứ hai là tự tin đó hai cái đó là cái uh, rất là quan trọng cho một người ca sĩ đứng trên sân khấu dạ yeah. ừ. uh, có anh hùng bỏ vô hỏi là uh, mua dvd của của cái đêm chung kết này ở đâu thì khi mà phát hành cuốn DVD ra ngoài thì chắc chắn là Đài SPTN sẽ thông báo để cho tất cả các anh chị có thể vào để ủng hộ cho cuốn DVD này. Nhưng mà nếu mà mọi chi tiết thì quý vị cũng có thể vào cái website của SPTN để mà biết thêm chi tiết về điều này và anh Thomas thì chúc các thí sinh và các uh, huấn luyện viên có một đêm chung kết uh, SBTN Voice thật là thành công cảm ơn anh rất là nhiều uh, rồi anh Thạch Đỗ cũng hỏi là um, các em và Sơn um, thích cái gì uh, What do you like cái cái show cái format của cái show này em thích về điều gì của đối đó, với em thì For me trước tiên đây là lần đầu tiên uh, cái làng văn uh, nghệ Việt Nam mình Try something new, nó là một cái mới mẻ Đúng thứ nhất. Rồi. Và thứ nhì nó nó it's it's reality based, nó, nó nói chung là nó the format is thực tế, you know uh -huh. không có không có gì mình viết trước sẵn, không có mình biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Everything is is reality based, yeah. it's a reality show. Uh -huh. So đối với những thí sinh mà họ đi thi á, nó cái 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 kinh nghiệm của nó nó rất thật lắm. Uh -huh. Chị hiểu em nói không? Uh -huh. em mà những yeah, yeah, yeah. người thí sinh họ đi thi, họ muốn dĩ nhiên là họ có ước mộng làm làm ca sĩ cho nên họ mới đi thi so cái thực tế is something very important mất cái đó đi em không nghĩ rằng cái cái kinh nghiệm is the same mm. Mm. thế sơn hát bài gì kìa à, anh <laughs> à, nguyễn hà giang hỏi là đêm hôm đó em sẽ hát bài gì? em có hát chung với thí sinh không không hát chung thí sinh gì nhưng mà đêm hôm đó thì thế sơn lại vai phụ thôi vai chính à. là các thí sinh và okay. các um, các, um, các um, vị uh, các ca sĩ khách mời à mình thì lúc đó thì uh, mình ngồi dưới nhìn giải phụ thôi mình thưởng thức <laughs> thưởng thức có, có một cái đây cho giáo học được hỏi tại vì chính bản thân giáo học cũng thắc mắc là chứ như trong cái phần thi lần này thì các thí sinh phải trải qua những cuộc thi như thế nào tức là các em phải hát những bao nhiêu bài rồi phải như thế nào ừ, cho đó hỏi anh yeah. sợ à, biết mỗi thí sinh sẽ hát live oh, một okay. bài the solo một bài đơn ừ. ca ừ. và hình như là một bài song ca nữa à. tất cả đều là live rồi yeah. Um, cái đó là theo theo chỗ sơn biết là như vậy uh -huh, yeah. và trong uh, khi mỗi thí sinh hát solo thì uh, quý vị hãy cố gắng um, coi như là, là tập trung chăm chú vào để để chấm yeah. điểm một cách uh, coi như là khách quan nhất công bằng nhất uh -huh. cho các uh, thí sinh uh, um, để chúng ta chọn ra những cái những cái um, ngôi sao trong uh, tương lai và những người thắng cuộc ngày hôm đó có được tuyên bố không? Mình có tuyên bố không? Chắc tuyên bố chắn chứ cái ngày trên sân khấu luyện luôn liền luôn phải không? Nha, rồi nhận tiền ngay trên hỏi sân khấu hỏi. luôn mà rồi Đúng rồi Tại vì giống như là đó. mình đã biết được là trong cái final này là tức là người nào thắng trong ba team đó Mỗi team chỉ chọn là một người Và thí sinh nào thắng thì sẽ được 10.000 đô la trong cái đêm chung kết SBTN Boys Thì bây giờ thì thật sự ra thì chúng ta cũng còn có 7 thí sinh trong mỗi team thôi tức là team trữ tình nè team nhạc trẻ và thêm quê Hương. À, cho nên hầu như ai cũng rất là hồi hộp tại vì thật sự hai người là coi như mình chỉ chọn mình đã chọn một người tức là mình đã loại ra tất cả các thí sinh rồi. Bây giờ hai người cuối tức là cũng final cuối tức là sẽ một trong hai người sẽ là người được 10.000 đô la. Uh -huh. à, để mà bước vào trong cái vòng trong. Nhưng ngoài cái 10.000 đô la đó thì còn có sẽ có rất là nhiều những cơ hội để bước vào trong cái lĩnh vực nghệ thuật uh, sân khấu ca hát nữa uh -huh. à, và được khán giả biết đến nhiều. Cái đó mới là cái quan trọng nhất nha yeah, yeah. tiền bạc thì quan trọng chính rồi, yeah. nhưng mà... <laughs> cái, cái gì nó cũng quan trọng à, lắm, cái gì nó cũng quan trọng <laughs> đó, không quên được đâu. Đây, hôm bữa một cười lắm với ngọc có interview ừ. um, một số các bạn cái xong cái à hồ Hoàng yến cái yến nói chứ em nghĩ tiền bạc không quan trọng chị cái quan trọng là mình thắng cuộc thì mình sẽ được uh, mọi người biết đến nhiều mình sẽ được uh, không nói học tiền bạc cũng quan trọng không lắm chứ định <laughs> <thì mình> đừng... <laughs> thật thật à. chút xíu đi, thì có tiền rồi mình mới có cơ hội mình phải quần mới áo đẹp rồi mình đi hát nhìn ừ. thấy cũng thích phải không có yeah. việc, yeah, nó cũng vui uh, và thưa quý vị uh, đó là những cái tâm tình của các nghệ sĩ uh, khi mà chuẩn bị uh, bước vào trong cái chương trình lần này của SPTN Voice. Uh, Vật nãy quý vị cũng đã nhìn thấy cái poster của chương trình và đã biết được là cái show sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 tức là vào thứ bảy tuần này. Cho nên nếu một quý vị bạn anh chị nào chưa có vé hoặc là và giờ chót muốn có cái cơ hội để đến trực tiếp theo dõi chương trình thì quý vị có thể liên lạc với SBTN để biết thêm chi tiết cảm ơn quý vị rất là nhiều đã hỗ trợ cho SBTN Voice. À, và bây giờ thì chúng ta trở lại thêm về một số những cái vấn đề của SBTN à, có nhiều người nói là chẳng hạn như à, có bạn nói là khó quá hai bạn team quê hương đều hay hết thành ra chính khán giả cũng cảm thấy là khó để bỏ để bình chọn nữa thật sự vô trong cái vòng uh, cuối cùng này á thì bảy uh, thí sinh đều là ngang tài ngang sức sơn thấy là nhỉnh hơn nhau chút xíu thôi. Đó là, ừ, hoặc không là có, có thể hiểu. là ngang nhau nhưng ừ. mà cái này trong mỗi cuộc thi thì sơn nghĩ lúc nào cũng có cái sự may mắn cái sự hên xui nếu mà bữa đó mà tự nhiên cái hát một cách gọi là coi như là xuất thần thì là, ừ, sẽ, là sẽ 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 thắng là thôi. quá yeah. hồi hộp, dạ, yeah, quá hồi hộp thì tinh. là mất tự tin rồi yeah. cái giọng hát nó bị hoặc là bữa đó bị bệnh thì phải chịu thôi. Đúng rồi. đó đúng thì rồi. Uh, thật sự nếu mà ai đoạt giải không đoạt giải thì sơn cũng đều thấy hai những những thí sinh trong cái vòng cuối I... cùng này rất là xứng đáng, yeah, rất so. là hay. And uh. then, nói chung đây là một cuộc thi cho nên trong cuộc thi nào cũng phải có kẻ thắng và có những người yeah. không Nhân được đúng thắng. Rồi, đúng nhưng mà cái tuy là nó là một cái cuộc thi nhưng mà thật sự nó đây là một cái cái một cách giới thiệu tới khán giả những tài năng mới trên nên even though mình không thắng được cái 10.000 nhưng mà khán giả đã biết tới giọng ca của mình, ừ. mình đã được ờ uh, trò tài, chỗ tài, chỗ tài trên một cái sân khấu. Và cũng cũng xin nói cái cái điều này kinh nghiệm của rất là nhiều người chứ không phải của riêng Thế Sơn. Yeah. Yeah. Những cái người thắng giải á chưa chắc đi đường dài bằng những người uh -huh. bị Ồ, loại yeah. trước yeah. hoặc là những người à Sơn được đâu. đã 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 thấy rất là nhiều yeah. cái yeah. kinh rất nghiệm đúng, từ yeah. quá khứ ừ. đã cho mình thấy là thắng giải nhất chưa chưa chắc đã là ca sĩ mà đi đường dài mà sau này lên coi như là thành một cái cái tên mà đáng nhớ ừ, yeah. nhưng mà nhiều khi những người uh, không có được may mắn trong cái thời điểm này nhưng mà sau đó họ lại đi đi tiếp tục không cái bằng chứng rất là rõ ràng là dạ. tại vì uh, trong những cái chương trình mà từ trước đến <laughs> nay mình tổ chức đó thì mình cũng đã thấy một số những ca sĩ họ không phải là uh, được uh, giải nhất nhưng mà họ lại là những cái người sau này lại được nổi tiếng trong khi có một số những ca sĩ đã đi thi được giải nhất mà rốt cuộc uh, sau đó bỏ hát luôn không có đi hát nữa dạ. 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 Cái đúng đó rồi cái đó là năm tám bảy là sơn đã thấy rồi à. giải nhất giải nhị giờ mất tiêu từ lâu rồi đúng rồi đúng rồi mà sơn ừ. giải thấp hơn thì nhưng mà bây giờ vẫn trời tổ đại vẫn thương khán giả vẫn thương vẫn tiếp tục okay. thì cái đó là may mắn yeah, và cũng là cái, mà... cái 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 nghiệp đúng rồi yeah. của 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 kinh yes, yeah. đúng, đúng rồi kinh yeah. nếu có That's ai right. có cái nghiệp ca hát thì chắc chắn là sẽ đi tiếp mm -hmm. thì dám cũng hy vọng là tất cả các bạn thí sinh khi mà bước vào cuộc thi này thì mình cũng nghĩ một điều là cái đam mê là cái quan trọng nhất và mình làm bằng tất cả trái tim của mình thì mình chắc chắn sẽ chiến thắng không phải chiến thắng trong cuộc thi mà chiến thắng chính cái bản thân của mình trong cái nghề nghiệp này à, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã hỗ trợ để giúp SPTN có một cái chương trình như vậy tại vì chính các bạn đến tham dự chương trình thì đã là một cái bằng chứng để chúng ta thấy được là cái thế hệ trẻ họ quan tâm đến âm nhạc Việt Nam, là ra hy vọng là chương trình này không phải chấm dứt tại đây mà nó sẽ còn có nhiều chương trình khác ừ. nữa để chúng ta mang cái âm nhạc Việt Nam đến cho mọi người à, và chắc khán giả cũng tin điều đó đúng không ạ? Xin à, mời mình nhắc là cho khán giả biết rằng họ muốn coi họ coi show ở nhà họ họ vote như thế nào? À, thì nếu mà có số ở nhà thì nếu mà quý vị cứ vốt thì chắc chắn là quý vị cứ vào cái cái tại vì khi mà mình coi ở nhà đó à. thì mình sẽ có một cái 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 cái, cái app riêng à. mình sẽ download cái app đó xuống cái, cái thì ở trên SBTN online đó, đó. thì quý vị có thể vào đó để quý vị download cái app đó xuống rồi mình sẽ bình chọn ở trên đó okay. nó có những cái chi tiết ở trên đó thì hoàn toàn là nó đều có trên uh, trên SPTN trên những website online. hết. Quý vị có thể chắc biết là được trước rồi. ngày trình diễn chắc SBTN cũng nên có một uh thông báo một cái thông báo để yeah. hướng dẫn cho người ta biết Mọi cứ người, người ta chuẩn bị rồi. sẵn sàng Ừ. chứ không thì lúc đó bỡ ngỡ thì ừ. nhưng Đông mà không yeah. có, nhưng không mà thiệt sự được. ra đó thì không những chỉ có khán giả coi ở khắp nơi ra tại mà cả các thí sinh thì giáo ngục nghĩ là các em cũng uh, rất là mong muốn khán giả ở các nơi uh, theo dõi chương trình để vote cho các em cho nên chính bản thân các em cũng đã phổ biến rất là nhiều về những điều này rất là yeah. nhiều về những điều này và trong những tháng ngày vừa qua thì SBTN cũng đã có rất nhiều những chương trình để nói về SBTN Voice yeah. cho nên uh, khán giả đã an tâm là cứ vào cái app của SBTN Voice thì sẽ biết tất cả những chi tiết về điều này hoặc quý vị có thể vào cái 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 SBTN uh, uh, Sài Gòn Broadcasting Television đó. ở trong đó nó cũng có những cái chi tiết về SBTN Voice rất là nhiều thì quý vị có thể vào đó để mà biết thêm chi tiết về những điều này uh, và vào cái SBTN com để mà uh -huh. theo dõi và biết thêm nữa. Nó có nhiều cái điều để chúng ta có thể uh, chia sẻ và mong là tất cả quý vị sẽ ủng hộ cho các em thí sinh. Uh, anh Thomas nói I love you nhà Nhật Yến, you I look so you beautiful too. and so sexy, oh, oh yeah you. my baby. Trời <laughs> đất ơi, anh Thomas này là ai? Ai của em vậy? Fan, 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 của fan, Nhật Yến, fan. <cười> <đó>. <cười> Nhưng mà cũng có nhiều người fan của Thế Sơn lắm đó. Liễu Lê <laughs> nè, idol Thế Sơn, I love you idol Thế Sơn thấy oh, chưa? Nó, rồi có anh à anh anh Nguyễn Hà Giang thì hỏi là em hát bài gì thế sơn hát bài gì trong cái đêm đó dạ nó, thưa xin phép cho giữ bí mật đi à, tại cửa, vì à, đi. cái chương trình này có, có, có quay hình nữa rồi um, nếu mà nói ra hết thì uh, à, khán giả nó mất cái mất đúng cái rồi, đúng khán, rồi. khán giả họ mất cái 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 sự surprise, uh, đúng yeah, rồi. surprise dạ surprise đúng rồi khán đúng giả. rồi Ngọc cũng đồng ý điều đó ừ. thành ra nếu mà khán giả nào muốn muốn biết thế sơn hát bài gì thứ nhất download cái app xuống để xem thứ hai nữa là mua vé mua, mua vé. vé mua cửa cho thì <laughs> vé chỉ còn có mấy ờ, chục không có vé nhiều, thôi rất là nhiều ích. không có nhiều à... thành ra thành ra với lại thật sự ra cái chỗ này thì cũng là một cái rạp rất là rộng rãi và làm để cho những cái chương trình cho nên cái cách mà họ bày trí về vấn đề ghế thì quý vị ngồi chỗ nào cũng nhìn thấy rất là rõ cho nên các anh chị mà giờ cuối mà có lỡ mà qua tiểu bang này chơi tránh những cái bão tuyết của mình các tiểu bang khác Hôm đây để làm dự chương trình thì giờ chốt mua vé thì cũng còn một số vé cuối thì các bạn có thể gọi và liên lạc với sbtn.com để biết thêm chi tiết về điều này rồi uh, có anh thomas cũng hỏi là không biết là ngày hôm đó thì SPTN Voice thì dạy như yến có tham dự hay không và có hát hay không thì thưa quý vị ngày hôm đó hình như là yến bận cho nên không thể tham không, dự tham chương tham trình như được. được nhưng mà yến sẽ coi trên uh, app và okay. I'm gonna vote too oh, yeah. I get a vote okay. được, được không em được được mất. chứ được okay, Cúc có, có quyền Quy okay, chị <laughs> cũng được chị okay, okay, à, mình mình cũng được Quy tại vì mình cũng là một khán giả <laughs> theo dõi chương trình nha uh -huh, yeah. nên uh -huh. mình cũng cũng quyền được vote thành ra các bạn có thể kêu gọi mọi người thân trong gia đình và có thể download cái app xuống rồi mình theo dõi và mình vote cho các thí sinh mà mình yêu thích à, không biết thí sinh kêu người nhà vote cho mình được ta cũng được được phải không? Yeah, có quyền yeah, có quyền chứ yeah, yeah. có quyền chứ yeah. Yeah. À, nhưng mà, thí sinh nhưng mà... nào mà đông bạn bè mà đông người nhà người không, thân mà... á, thì là thí sinh đó có có nhiều lợi điểm Không, nhưng mà mình vẫn kêu gọi kêu gọi cái sự công tâm của khán giả tại vì chắc không biết là các bạn thương ai thì các bạn sẽ bối cho người đó nhưng mà nhiều khi mình vì cái cái suy nghĩ chung vì cái chung uh, của của âm nhạc Việt Nam nói vậy thôi của... chứ còn thân nhân với bạn bè thì cũng một số ít thôi chị uh -huh. cái chính là cái cái người thí sinh đó cái người ca sĩ đó họ họ trình diễn hay hát yeah. hay thì là chiếm được cảm tình của đông số đông khán ừ, giả thì họ sẽ cái thắng. Cái đó thôi. dạ, ừ. cái đó sẽ là điều quan trọng. Cảnh ai ừ. cũng nói nói giỡn vậy thôi chứ cũng không có phải lo lắng cái vấn đề. Nhưng mà, mà nếu thật vô. sự có đông đông bạn bè thì cũng ráng nên chiến đúng rồi. <laughs> không mình sẽ <cười> <đủ> <cười> làm hết đủ mọi cách cái đó là cái đó là cái sự thật thôi, mình sẽ làm hết đủ mọi cách để mình lấy được cái vote càng nhiều càng tốt. Tại vì cái đó Tại là một, cái một người chỉ vote được một lần thôi đúng không? Đâu đúng có thể đó, nào vote tới vote lui được. Một lần thôi. Rồi dạ, Không một lần nhưng hình như mình được vote cho ba team tức là dù như team quê hương được em được vote một lần, phim nhạc rồi, kẻ phim một lần team nhạc trẻ rồi. Được một lần mỗi team được mình cũng... một lần mình được một lựa chọn nói, uh, sơn, <laughs> đúng, đúng rồi, đúng rồi đúng rồi hầu nguyễn nói thế sơn still the best thấy chưa fan thế Sơn cũng nhiều lắm chứ bộ à, anh thạch đỗ nói là hốt phô anh trúc hồ sẽ làm trung tâm và làm show cũng như là dvd cho các thí sinh thì vẫn cũng nghĩ tương lai À, chưa gì thì cái DVD này là ra mắt khán giả là coi yeah. như là cũng là một cái DVD uh -huh. của SPTN thực hiện rồi Dạ. Dạ. Thực sự thì anh chúc hồn có nhiều nhiều cái 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 dự định chơi nhiều cái project mà để chuẩn bị lại mà tại vì SPTN phải uh, thay đổi chỗ này kia uh -huh. vẫn còn cái, và ảnh bận cái SPTN Voice không, anh nghĩ là sau sau này thì anh sẽ làm. Chắc cái chương trình. Yeah. Ừ. Hiện giờ thì tại vì giáo hội cũng có thông báo một vài cái chương trình cũng phải ngưng tại vì nó không có chỗ. Nhưng mà SPTN đang Voice đang uh, SPTN đang dời qua một cái chỗ mới và cái chỗ này nó rộng hơn nguyên một cái building. Uh, thì hiện giờ đang setup để cho nó đâu ra đó đàng hoàng để có những cái chương trình hay uh, và sau đó rồi thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái mới lạ sẽ được thực hiện của SPTN à, để khán giả không có phụ lòng khán giả đã thương mến SPTN trong suốt 17 năm qua thưa quý vị thành ra quý vị khán giả nhớ kiên nhẫn để ủng hộ cho SPTN à, và anh Hùng cảm ơn nhiều và chúc một ngày tuyệt vời hello SPTN rồi ai cũng đẹp trai đẹp gái tức là Mai Quân hai, Mai Quân tất cả những người bạn ai cũng đều vô để mà để mà say hai. Hình quá không phải là uh, không công thành show, có. không, phải công thành show cho nên khỏi phải đứng chào. À, <cười> <cười> phải đứng dậy à, chào. Ô oh, dạ. Oh, yeah. Ok, công mỗi lần cảm đẹp trai đẹp gái là đứng dậy chào. Ai mà khen gì đẹp gái, đẹp gái đẹp trai là phải đứng dậy chào quá đó. Đây nãy giờ khen quá trời đâu phải đứng dậy chào đâu phải vui không? Nó sai nó không phải công thành show. Tại cái này là thật sự là một chương trình livestream cho nên tất cả các bạn có thể theo dõi và trực tiếp nói chuyện cùng với à, à, Yến cũng như là Thế Sơn. Có bạn nào đặt những câu hỏi nào hóc búa chút xíu cho hai người này không? Nãy ừ. giờ toàn là nói những cái câu mà dễ dàng quá, tức là chứng tỏ thương hai em để quá. Chị quậy nồi làm gì vậy chị? Có thích không? vậy? <cười> chị quậy đòi <laughs> làm gì <như> vậy? vậy <laughs> chị <trời> thích vậy. Chứ còn hỏi nhẹ nhàng quá vậy đâu có chuyện gì để nghe đâu. Các bạn phải hỏi những cái câu nào mà nó hóc búa vì anh, đó. Hai anh Hả? em chúng em rất là nhẹ nhàng. Hoặc nên... là có có điều gì bí mật? mà em chưa khán giả chưa biết về em không? Thôi nếu mà đã biết vật cho chịu biết vật không có hỏi gì đâu. Cho dù khán giả có hỏi hóc búa thì tụi này cũng sẽ trả lời rất là nhẹ nhàng. nhẹ dạ nhàng. Dạ. <laughs> OK. Ờ, hóc búa cơ nào cũng trả lời nhẹ nhàng. Dạ dạ. nhẹ nhàng. Cái này là tại người ta nói là uh, kinh nghiệm uh, ứng xử đối với một người nghệ sĩ không mà cái thiệt sự cái đó là có thiệt tại vì nếu như mình là một cái người đứng trong nghề lâu năm uh -huh. thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều những cái mà mình phải face với lại với lại khán giả yeah. với báo chí nhiều thứ lắm cho yeah. nên mình phải có những cái ứng xử nhanh và và khéo léo dạ uh -huh. yeah. chứ chứ không thể nào mà coi như là nghĩ sao nói vậy được ờ cũng có cái đầu hồi, không nghĩ sao được nhưng mà cái đầu mình phải suy nghĩ rồi mình mới nói nhưng mà em nói là hồi giống như là những thí sinh bây giờ họ bắt đầu đi ca hồi xưa mình đi ca em nghĩ anh cũng nhớ phần nào là đâu biết we don't know any better nhất là em nữa em à, có, người, người, có người có người có đó. người hỏi đó, đó, đó có mình quay nội kìa Venice nguyễn hỏi và những ý của gia đình chưa dạ rồi. Yes, có gia đình rồi <laughs> oh, <okay. cười> rồi đó vậy là các anh được. là coi trời như là, có là tưởng gì khó khăn lắm chứ à, trời tôi dễ dàng thôi mà. chứ dễ dàng. thưa quý vị bây giờ cho giáng học được nói nha dài nhân yến mà giờ này nếu chưa có gia đình tức là dài nhân yến đã bị ế <laughs> đúng, đúng không đúng rồi thôi đúng rồi chính xác tại vì không. với cái cái tuổi này rồi mà chưa có gia đình là bị ế rồi nếu mà em không lựa chọn thì sao tại sao không Hả? người ta nói là <laughs> chưa lập muộn lập gia đình không phải là ế nhưng mà là chờ người tử tế để kết hôn Đúng không? Hay vậy nè Brother, yeah <laughs> Hay 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 hay, yeah. hay 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 Không nhưng mà thiệt sự ra giếm như ngày xưa đó Thì mình còn nói mình phải giấu giếm về cái vấn đề mà personal có gia à. đình, có bao nhiêu đứa con hay right. gì Nhưng mà bây giờ là tự nhiên mình cảm thấy mình hãnh diện mình nói điều đó Tại vì I think nhất là bây giờ thời buổi bây giờ cái cái cái, 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 cái đó nó cũng cái, cái, cái lắm khán giả và nghệ sĩ họ liên hệ Thế với nhau nó khác là the social media nó có nó cho khán giả nó cho nghệ sĩ một cái, cái cái một cái giống như một cái 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 nơi rất là Open Để uh -huh. mà để có thể coi mình hàng ngày Look at our picture, look what we do Mình cũng có thể mình nói chuyện trực tiếp với khán giả So it's, it's different Nó không có phải như hồi yeah. xưa là là chỉ có Thế kỷ 21 rồi. nó khác thế kỷ 20 <cười> <cười> I <don't> know right <laughs> Yeah đúng rồi, chính xác như vậy uh -huh. à, Anh Nguyễn Hà Giang hỏi uh, anh thấy Sơn có CD mới không? À, thưa, thưa anh thì uh, uh, Cũng uh, tâm sự với anh lâu và lâu quý lâu vị rồi đó. Là đó, không thấy Là <laughs> tại vì uh, thời buổi bây giờ uh, không Chắc bán là gì? CD đó là lỗi thời rồi anh Bây giờ Sơn uh, có một cái, uh, làm một cái uh, channel trên Youtube oh, okay. Tức là Thế Sơn Music ừ. Thì Thế Sơn uh, thâu những bài mà mình thích, và khán giả thích ừ. Ừ. Uh, Sơn uh, upload ừ. lên đó oh. Và tất cả các khán giả được coi free Free yeah. Thành ra là Bây giờ cái gì cũng free trơn xuống uh, Mong là quý vị nào mà ủng hộ cho từng người ca sĩ mà quý vị yêu mến thì quý vị xin hãy lên youtube yeah. uh, subscribe vô những cái 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 channel mà ừ. người ca sĩ mà quý vị uh, yêu thích để uh, nhận được những cái um, bài hát mới những cái uh, music video mới yeah. thì đó là cái cái phương cách trong trong cái thời buổi bây giờ chứ còn cd bây giờ cũng khó lắm khó. không phải dễ yeah. Yeah. yến có không chắc yến thì chắc chắn Ê... là có lâu rồi em không, em không tại vì chị làm... thấy em cũng có một thời gian <laughs> em làm việc với lại uh... Uh, người mỹ và yeah. đương nhiên là cái cách của họ làm việc yeah, thì tụi em... em không có làm cd oh, really? rất là lâu rồi i think uh... không nói cd mà nói là một cái, cái oh, of cái... course giờ yeah, có um, của có em. thể kiếm Dạ nhạc Yến trên uh, soundcloud, itunes, um, spotify, rhapsody, uh -huh. pandora, so tất cả mọi thứ đó có, uh, amazon oh okay. so, yeah, yeah, yeah. Um, một số thì là, là nhạc mua nhưng mà nếu mà quý vị lên Spotify hoặc là YouTube thì it's free <laughs> free luôn. <cười> yeah. <cười> yeah, đó bây giờ cho nên làm sao mà bán được CD nữa. Tại vì CD mua bây giờ đi ra ngoài mua CD À, trong khi bây giờ ở trên uh, mấy cái website là toàn là free hết rồi cần gì phải mua cd, Dạ. Thành uh -huh. yeah. yeah. cũng hơi khó nhưng mà nói chung là nó nó có những cái hay khác hát là tại vì youtube thì nó rộng rãi hơn, yeah. đâu phải lúc nào khán giả cũng có thể nhìn thấy em để mà ủng hộ em những cái cd thì ở xa họ có thể ủng hộ bằng cách uh -huh. họ vào uh -huh. những cái website như vậy để mà theo dõi những ca sĩ nhưng mà, mà bây họ giờ thì uh, fan cũng vẫn có thể ủng hộ ca sĩ qua những cái live show, yeah. Yeah, yeah, thì yeah. cái đó thật sự thì hát trên um, hát thâu âm trong phòng thâu nó vẫn nó vẫn có cái gì nó khác mình hát live đúng không đúng rồi absolutely cái, cái cái cái, tình cảm cũng như là cái cách hát nó vẫn khác nó cái gần gũi gần à, khác gần gũi hơn, gần hơn. Yeah. Yeah. Ừ. ủa cho giang ngọc được hỏi anh công thành mà mỗi lần mà người ta khen ảnh anh có phải đứng dậy chào không trời anh ừ, chào liên, trời, liên anh tục anh chào anh liên tục chị giang ngọc cũng phải chào dữ lắm đó anh tại chào vì liên nãy giờ nè mai quân chào liên lẻ rồi Venice nè rồi phúc vũ nè thạch đổ nè hầu như ai cũng đều vô khen quá chừng khen luôn, cho nên mình cũng cảm ơn mọi người, không cần phải chào nhưng mà cảm ơn mọi người rất là cảm nhiều, cảm ơn mọi, 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 mọi người rất là nhiều. <laughs> Rồi hy vọng là tất cả các bạn nếu mà chưa có vé thì có thể uh, đi mua ừ, liền bằng cách đi mua ngay lập tức liền, với cái chương trình lần này, tại vì cái số vé cũng rất là giới hạn mà thôi với SBTN Boys uh, liên lạc để mua vé ở cái số phone. Ở trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đây là đêm chung kết trực tiếp thu hình vào ngày thứ bảy tuần này 23 tháng 2 và cái chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 chiều. Cái chương trình Red Carpet để quý vị có thể theo dõi live trực tiếp là bắt đầu 6 giờ nha quý vị là đã có cái live trực tiếp trên Red Carpet rồi. Ừ. Cho nên quý vị có thể vào cái Facebook hoặc là vào YouTube vào SPTN cũng live trực tiếp trên SPTN luôn nếu mà quý vị có đài hoặc là mình vào facebook tại vì ví dụ như các ca sĩ có mặt ở đó cũng có thể share ra ở trong cái sbtn để mà mình có thể coi trực tiếp ở trên trên trên, trên phone của mình uh -huh. à, cho nên thưa quý vị mong là quý vị sẽ ủng hộ thật là nhiều cho sbtn cũng như là vote cho các thí sinh khi bước vào cái final cuối này trong chương trình ngày hôm nay à, anh triều vũ ngô nói hello anh ca sĩ đẹp trai thế sơn oh, hello hello ngô triều vũ à, à, anh chàng em, này ông thì biết à... không? biết hả? sơn biết gặp ở boston rồi ồ oh, dạ yeah. ok ủa mà sao nhớ hay vậy tại vì đó, anh này à. có thời gian là là chủ tịch cộng đồng đó oh, okay. còn trẻ mà rất là yeah, là yeah, có lòng yeah. với uh, cộng đồng việt nam à, uh. à. hello triều Vũ Đó, thành ra bây giờ các bạn có thể theo dõi này thì cũng hello rồi hồng sơn uh, hồng nguyễn nói là sao thế sơn lúc nào cũng stay young forever <laughs> không mà thiệt trẻ lâu cảm ơn uh, hồng nguyễn cảm ơn chị hồng nguyễn yeah. nhưng mà nói chung là ca sĩ ai cũng hỏi là tại sao mà mình trẻ lâu có lẽ là tại vì uh, mình sống uh, bằng âm nhạc uh, mình cũng có những cái tánh thoải mái một chút xíu tức là mình có thể Thế nói được sao? những gì mình muốn bằng âm nhạc sơ nghĩ yeah. cái cái chính là muốn trẻ lâu á thì là mình đừng có để mình bị stress uh, bị áp stress, lực, bị áp à. lực mình sống một cách thoải mái đúng rồi thì mình sẽ trẻ lâu đó là cái lý do mà tại sao người ta nói có nhiều cái câu hỏi như câu nói mà ngày xưa mà ông bà mới nói là cái người đó tánh rất là nghệ sĩ tự nhiên nói cái tính nghệ sĩ cái nghệ sĩ là sao tức là ok sống ngày hôm nay không cần biết ngày mai <cười> <cười> well, I mean, cũng chưa hẳn là như Tôi vậy phải không? như vậy nhưng mà, nhưng mà I rất think... là thoải mái thôi I think mình được giống như chị nói là mình được ừ. mình được cái quyền là mình nói những gì người khác không dám nói đúng rồi bằng, nhiều bằng âm đó. nhạc, nhạc yeah. bằng âm bằng tiếng hát xem uh, sao cái đó cái đó là đúng lắm đó nha ừ. em công nhận không còn em, nam em đúng á, không còn nam mà muốn trẻ lâu là phải cạo râu <laughs> <laughs> cắt tóc ngắn đó, lên đó là thấy cát, tự nhiên. Như thời là bỏ rất lâu. Ok. yêu chị mình hồn yeah. nhiên, mình sống mình mình ca hát, mình nhảy nhót rất khó. Uh -huh. Nó khó mà lúc nào mình cũng an ủi lắm, you know, I tiên. Chẳng hạn mình 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 hận cái người đó, mình không thể nào nói được ra bằng lời thì mình sẽ lựa một cái bài nào mà nó có chiều chữ hận hát Nhiều chữ hận nhất <laughs> mình hát <hận. cười> <laughs> thì thì tự nhiên là mình sẽ trút lên được tất cả những cái niềm <laughs> buồn trong lòng mình đúng không em? dạ yeah. uh -huh. cái đó quá hay luôn đó uh -huh. chị thấy là công nhận cái đó uh -huh. là nó quá có lý luôn à, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay livestream cùng với hoàng yến cũng như là thế sơ à, bây giờ thì cái thời gian chúng ta là coi như là gần kề tới cái chương trình SPTN voice rồi hôm nay đã là ngày thứ ba tức là chúng ta còn thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy còn có mấy ngày nữa thôi thì uh, hy vọng là tất cả thí sinh sẽ ráng cố gắng để giữ sức khỏe để cho cái cuộc thi được tốt nhất rồi bên cạnh đó thì quý vị khán giả sẽ ủng hộ thật là nhiều cho SBTN Voice ngoài vấn đề mua vé quý vị có thể vào cái website để mà download xuống rồi sau đó chúng ta sẽ vote trong cái đêm chung kết và quý vị có thể theo dõi trực tiếp ở trên những cái uh, cái app này và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã hỗ trợ để giúp cho SPTN có điều kiện để mà nuôi dưỡng những cái âm nhạc việt nam của chúng ta ở tại hải ngoại tại vì mình qua đây cũng mấy chục năm rồi thì mình cũng không bao giờ mình nghĩ được là các bạn trẻ có thể tiếp tục cái con đường là hát tiếng việt nói tiếng việt đúng không em yeah. mà trong cái nhóm thí sinh mình thấy là còn có một số các em lại còn viết cả nhạc nữa như yeah. Um, yeah. trong team quê hương này có đông trang là Um, không phải sang tại Việt Nam nhưng mà oh. hát hát nhạc bolero rất là mùi rất, mà, yeah. rất tức là, là ngọt ngào ở tại Mỹ xanh ở bên à, ở, ở bên nước trại em. tị nạn hoặc ừ. là ở bên Âu Châu gì đó à, à, nhưng yeah, mà không yeah. phải là sang ở Việt Nam tức oh, là không wow. có biết Việt Nam yeah, nhưng yeah. mà uh, hát tiếng Việt rất là hay rất là rành cái cái uh. tình cảm rất là Việt Nam yeah, em em thấy tất cả trong trong nguyên nhóm tất cả thí sinh nào cũng rất là very rất rõ ràng ảnh hưởng cái cái, cái dòng nhạc Việt Nam rồi chứng nghiệm nghe em rất là nhiều <laughs> chị bất cười là biết sao chị coi anh Hà Giang hỏi chứ nhà Nhật Yến có còn trốn bố mẹ đi học nhảy nữa <cười> <cười> giờ hết phải trốn rồi anh ơi đường quyền hiên ngang rồi à, giờ này còn trốn gì nữa bố à, mẹ giờ nó, hiên ngang làm gì lắm. làm nếu không thèm phe nữa à, cũng có nhiều bạn vô rất là dễ thương à, nói nhiều à, sống vô tư đó chị dáng ngọc mai quân đúng rồi đó em ừ. nhiều lắm à, nói chung là à, cũng mong là tất cả quý vị khán giả sẽ theo dõi lại cái chương trình tự diễn học cũng share qua cái facebook của mình thế sơn cũng có xem qua cái facebook của mình rồi à, dạy những yến chút nữa để dáng ngọc cũng sẽ chỉ để xem qua yep. để tất cả các fan của yến và thế sơn sẽ theo dõi lại cái chương trình này để biết thêm về những chi tiết này bây giờ thì à, thôi chúng ta cũng phải tạo chào tạm biệt tất cả các bạn ngày hôm nay để cho các bạn à, có thể à, ngủ một giấc thật là ngon rồi chuẩn à, chuẩn bị uh, cho cái chương trình sắp tới của SPTn Voice Tạo như ai cũng rất là hồi hộp trên chương trình này. Bây giờ chắc, uh, hả? các thí sinh chắc trên cái ngủ nổi đâu oh, mà người càng gần với ngày, ngày là càng hồi hộp. Uh -huh. Nhưng yeah. mà giám ngọc thấy là nếu mà mình hồi hộp quá đâm ra nó cũng là một cái áp lực. Thành ra mình phải làm một cái gì đó để mình uh, coi như là nhẹ bớt cái điều này. ai nói nhưng mà bây huh? giờ bây giờ mình ngồi đây mình mình biết nói như vậy chứ hồi đó mình cũng giống như uh, <laughs> giống đúng vậy chị ơi ngồi đúng hồi hộp. Khó lắm có phải dễ đâu? cái à? mà thế hệ trẻ um, hấp thụ cái cái nền uh, uh, văn hóa phương Tây Tây phương á, thì anh thấy bây giờ họ cũng sống cái cái họ cũng bạo dạn lắm dạng dĩ lắm yeah. là cái cái mức độ mà, mà lo lắng hồi hộp nó không như mình hồi xưa, hồi xưa mấy rồi. chục năm trước ừ. mình mình còn, <laughs> còn <hồi> <laughs> lo sợ nhiều, nhiều. Ừ. Yeah. Uh, anh Quốc Lê nói bây giờ em không cần trốn uh, bố mẹ nữa, chỉ có trốn uh, Honey thôi. À, sometimes. <cười> 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 sometimes. Rồi, thôi bây giờ mình uh, chào uh, khán giả nha. Uh, bây giờ chắc Yến trước đi. Dạ, Yến xin uh, rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mong rằng quý vị nhớ đừng có quên nhớ coi đêm chung kết uh, của SPCM Voice và Vô um, online app và online để mà vote, ủng hộ các thí sinh xin cảm tạ quý vị rất là nhiều. Rồi, mời Thế Sơn. À, xin uh, mến chào chị Giáng Ngọc cũng như là Dạ Nhật Yến và xin uh, kính chào quý vị khán giả của SBTN. Uh, kính chúc quý vị uh, một buổi tối uh, thật uh, vui và đầm ấm bên gia đình. Uh, mong là gặp lại uh, đông đảo quý vị khán giả vào tối thứ bảy ngày 23 tháng 2 uh, trong cái đêm chung kết SBTN Voice và lời cuối cùng uh, Mến chúc cho bảy thí sinh vô vòng chung kết thật nhiều may mắn và thành công dạ yeah. và thưa quý vị trở lại với giáng ngọc ngày hôm nay thì chắc là giáng ngọc sẽ nhờ các anh bỏ lên cái poster của cái chương trình của đêm chung kết để cho tất cả quý vị cần nhìn thấy thêm những cái chi tiết rõ nhất về cái đêm chung kết lần này. Cái chương trình lần này thì thưa quý vị với đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 23 tháng 2 và cái giờ của nó sẽ bắt đầu show sẽ là 7:30 giờ tối. Lúc đầu thì cái red carpet thì start lúc 6 giờ rưỡi nhưng mà sau đó rồi thì các anh em nói là bởi vì quá nhiều khán giả yêu thương và ủng hộ cho nên có thể chúng tôi sẽ làm sớm hơn cái phần red carpet và sẽ live trực tiếp cho quý vị xem cho nên quý vị nhớ đón xem vào lúc 6 giờ rồi chúng ta sẽ có một chương trình rất là đặc sắc gồm những cái thí sinh còn lại của ba nhóm trữ tình, nhạc trẻ và quê hương gồm 7 em thí sinh và các ca sĩ có mặt toàn là những ca sĩ tên tuổi sẽ góp mặt trong chương trình lần này chúng ta sẽ có ca sĩ thanh thúy ca sĩ lệ thu à, bởi vì khi mà nói tới hai ca sĩ này thì ít khi nào chúng ta có cái dịp được gặp lắm chẳng hạn như là cô thanh thúy thì cũng ít khi chịu tham dự vào những cái chương trình tại vì cô sức khỏe không cho phép nhưng mà đối với SPTN thì lúc nào cô cũng sẽ sẵn sàng để hỗ trợ chúng ta sẽ có mai thanh sơn có y phương có thế sơn có cô thanh thúy có cô lệ thu có mai thanh sơn Ờ, có thạch thảo có anh sĩ đan có Thùy Dương và anh Công Thành sẽ là phần MC có Trúc Thùy Trang, có Hoàng Thục Linh, có Hồ Hoàng Yến, có Huỳnh Phi Tiễn và đặc biệt sẽ sự, có sự góp mặt của anh Việt Khang à, của Việt Khang sẽ có mặt trong cái chương trình đêm Chung Kết lần này. À, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay cùng với Giang Ngọc Thái Sơn và Hoàng Yến. Chúc tất cả à, Hoàng Yến. Dạ, ờ, Giang Ngọc xin lỗi tại Đâu vì tôi, 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 tôi chưa <laughs> Dạ Nhật Yến, Dạ Nhật Yến, Dạ Nhật Yến. Dòng hỏi Yến miến <laughs> này lộ miến kia yến. Không yến? Ờ miến này lộ miến kia. Tại thường trước với Ngọc làm live 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 stream cho Hồ Hoàng Yến cho nên cái đầu cứ nghĩ Ồ Hồ Hoàng Yến, Dạ Nhật Yến. <laughs> Chúc tất cả cả nhà Chúng có một chứ. ngày thật là vui nha Chào tạm biệt. Blu-ray yeah. <laughs> và DVD chương trình SBTN Voice. SBTN Voice là chương trình tìm kiếm những tài năng mới giúp góp phần vào việc phát triển nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Chương trình cũng có sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau để cố vấn và hướng dẫn cho các thí sinh. Thưa quý vị, chương trình sẽ giúp cho quý vị nhìn lại những chặng đường thử thách đầy cam go, những màn loại trừ khốc liệt, những giây phút ấm áp tình thầy trò và những giờ tập căng thẳng chứa đầy nước mắt và tiếng cười. Chương trình sẽ được phát hành dưới hai dạng Blu-ray và DVD với đồng giá là 25 Mỹ Kim. Quý vị hãy đặt mua ngay từ bây giờ qua số phone 1888 500 2018 hoặc 714 636 1121 hoặc mua trực tiếp từ trang nhà sbtnonlineshop.com Quý vị cũng có thể gửi check về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove, Cali 92842 Đài truyền hình SPTN trân trọng kính mời sau một hành trình gian nan đầy kỷ niệm, chúng ta đã tìm được 7 thí sinh xuất sắc nhất của SBTN Voice mùa đầu tiên. Vũ Anh Thư, Julia thuộc đội nhạc trữ tình, Nguyên Sàng Đông Trang thuộc đội nhạc quê hương, Việt Hoàng, An Gia Hân và Tú Anh thuộc đội nhạc trẻ. Quý khán giả đừng bỏ lỡ cơ hội đón xem trận tranh tài cuối cùng của Top 7 vào đêm chung kết, được trực tiếp thu hình tại The City National Grove thuộc thành phố Anaheim, California vào lúc 7 giờ 30 tối thứ bảy, 23 tháng 2 năm 2019 với sự góp mặt của ca sĩ Thế Sơn, Phương Thảo, Sĩ Đan, Mai Thanh Sơn, Đoàn Phi, Thanh Thúy, Lệ Thu, Hoàng Thục Linh, Y Phương, Việt Khang, Trist Thùy Trang, Hồ Hoàng Yến, Huỳnh Phi Tiễn, MC Công Thành và Thùy Dương. Ai sẽ là bài thí sinh được xuống tên cho ba danh hiệu cao quý nhất của SBTN Voice thu đầu tiên? xin gọi 714-636-1121 hoặc vào sbtnvoice.com để mua vé ngay hôm nay.